Rồi, đầu tiên là mình nhóc login vào cái thằng này nhé. Đấy. Rồi. Với thằng này thì chúng ta sẽ có một số cái giọng miễn phí ở đây. Đấy. Cuộc sống mà bạn đang sống bây giờ, cuộc sống mà bạn đang sống bây giờ cũng là giấc mơ của hàng triệu người. vậy là chúng ta có một giọng Vì nam. vậy, Cứ đây hãy luôn hài lòng với cuộc sống của bạn, hãy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. rồi. Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn các cái giọng khác nữa. Ví dụ ở đây. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận dạng được. Được chưa? Yeah. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đóng vai ba cái nhân vật khác nhau. Đấy. Đấy. Đóng vai ba nhân vật khác nhau nhé. Rồi. Thì chúng ta sẽ có một nhân vật là Chương trình của bạn. Learning. Ninh. Chương trình của bạn có thể nhận Được hình ảnh, chữ viết. Rồi. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng này. Đầu tiên này. Đấy, giọng hấp dẫn này. Được chưa ạ? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người kinh doanh thành công trên con đường kinh doanh, có những người thành công trong khi một số khác lại cảm thấy thất vọng với cuộc sống của mình. Ok không ạ? Copy cái này, chúng ta đưa vào đây, chúng ta paste vào đây nhá. Và cái này là giọng giọng dẫn, giọng dẫn. Đấy thì Chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh, chữ và nhiều định dạng khác nữa. đây thì Huy sẽ chọn giọng dẫn là giọng nam này, được chưa? Sau đó Huy nhấn là gì ạ? Là convert. Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Là chúng ta sẽ convert rất là nhanh. Đấy. Rồi. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người thành công trên con đường kinh doanh, trong khi một số khác lại cảm thấy thất vọng với cuộc sống của mình? Đấy, như vậy là chúng ta download được cái số 1. Bây giờ thì tạo một cái folder, đó là gì ạ? Video quảng cáo. Quảng cáo live group hoạt hình nhé. Đấy, Huy sẽ làm một cái dự án từ đầu cho anh chị em xem luôn. Và đây là giọng dẫn, đây là dẫn một nhé. Đấy, dẫn một để anh chị em biết rằng là gì ạ? Là đây là cái đoạn dẫn một. Đấy, cái đoạn này này. Đấy, giọng giọng hấp dẫn này. Đây, giọng này là dẫn một này. Dẫn một này, được chưa ạ? Chuyển cảnh Hải và Bình đang ngồi bên nhau. Đấy, Hải này. Chào chào Bình. Cái đoạn này là mình sang cái đoạn Yến. Yến Yến đó. Chào Yến. Đây. Được chưa ạ? Đến đoạn này nhá. Mình sẽ đưa vào đây. Đó, mình sẽ chọn một cái giọng nam khác. Được chưa ạ? Với sự giúp đỡ của Cloud Merchant. Đây, mình sẽ xóa thằng này đi. Mình sẽ dán cái giọng của Hải vào. Xong chúng ta nhấn Convert. Được chưa ạ? Anh chị em có nắm được cái phần này? Chào Yến, Em có nắm được lâu không? quá không gặp nhau nhỉ? Mới nghe nói Yến đang tìm kiếm một công việc kinh doanh mới. Rồi, nhấn download xuống. Ở chỗ này là ghi là Hải 1 nhé. Hải, nhưng mà giọng bước số 1, đúng không ạ? Rồi, đến Yến này. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này đây. Cuộc sống này, tôi muốn có thu nhập ổn định nhưng không biết làm thế nào. Được chưa? Rồi, chúng ta dán vào đây. Bây giờ chúng ta cần một giọng nữ. Có thể nhận dạng được hình ảnh, dạng được hình ảnh, chữ viết và nhiều định dạng khác nữa. Đấy. Thì chúng ta chọn một cái giọng nữ này. Được chưa? Sau đó chúng ta nhấn là gì ạ? Nhấn Convert. Nhấn Convert. Đó. Ừ, tôi đang rất khó khăn và mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi muốn có thu nhập ổn định, nhưng không biết phải làm thế nào. Rồi, ok không ạ? Chúng ta download xuống và chúng ta ghi là gì ạ? Yến 1. Ok không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta xong phần voice, được chưa? Bây giờ đến phần là gì ạ?